Thưa quý vị, thưa các bạn, Rose, nữ ca sĩ thuộc giới nhạc Blackpink, đang được cho là hẹn hò với nam diễn viên nổi tiếng của Hàn Quốc là Cha In-woo. Những đồn đoán này đến từ những suy luận của những người dùng mạng xã hội thông qua các bài đăng trên mạng Instagram của cả hai, và hiện cả hai bên đều chưa đưa ra bất kỳ một phản hồi nào. Người dùng mạng xã hội mới đây đã chỉ ra loạt bằng chứng cho thấy mối quan hệ thân thiết giữa Rose Blackpink và Cha In-woo. Cặp đôi được cho là đã quen nhau 3 đến 4 năm, thường xuyên check-in tại các địa điểm du lịch, sự kiện giải trí. Hàng loạt bức ảnh tạo cùng một dáng của hai nghệ sĩ được chụp tại nhiều địa điểm vào cuối tháng 1 năm 2022 và đầu tháng 2 năm 2022 theo xu hướng Lovestagram, thường được các cặp tình nhân yêu thích. Lovestagram chỉ những bài đăng có điểm tương đồng mà các cặp đôi đăng tải trên Instagram để thể hiện tình cảm và là bằng chứng khá phổ biến được nhắc đến khi những người nổi tiếng vướng tin đồn hẹn hò. Một số khán giả cho rằng đây là trùng hợp ngẫu nhiên, trong khi số khác tin đó là dấu hiệu của việc hẹn hò. Hiện cả hai không lên tiếng về tin đồn.